ngày xưa, có hai cha con người Tiều Phu sống trong một túp lều tranh ở bìa làng cạnh một khu rừng. Năm ấy, cậu bé con trai người Tiều Phu lên 10 tuổi. Người Tiều Phu rất yêu thương con mình. Một hôm, sau khi vui đùa với lũ trẻ trong làng, cậu bé bỗng có một điều rất băn khoăn, và cậu quyết định hỏi cha. Cha ơi cha, con có điều này muốn hỏi cha. Điều gì hả con? Cha ơi, lũ trẻ trong làng đứa nào cũng có mẹ, tại sao con lại không có? Sao cha không trả lời con? Con cũng có mẹ con à. Vậy mẹ con đâu? Mẹ đâu hả cha? Con hãy ngồi xuống đây để cha kể tất cả mọi chuyện cho con nghe. Trước kia, có một chàng trai làm nghề đốn củi, sống một mình trong túp lều này. Lần nọ, đang đi ngang qua một khu rừng từ trên núi xuống, chàng bỗng thấy trong bụi rậm có một người con gái bị trói chặt vào thân cây bằng một sợi dây thừng đen. Nhìn kỹ, dây trói chính là tóc nàng. Người con gái hai mắt nhắm chặt, hình như đang ngất. Chàng liền vội vã cởi trói cho nàng. Cô gái ngã xuống, thở mạnh một cái, rồi mở mắt. Nàng còn quá trẻ và vô cùng xinh đẹp. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Ủa, ai nỡ làm hại cô thế này? Ai đã làm hại cô? Cô hãy nói đi, xem tôi có thể giúp được gì không? Cô không muốn trả lời hả? Thôi chào cô, tôi đi đây. Khoan đã, xin chàng hãy dừng lại. Xin chàng đừng bỏ em một mình trong rừng. Hãy cho em đi theo. Không biết cô gái này là ai, từ đâu tới, nhưng vì không thể để mặc cô trong hoạn nạn, chàng Tiều Phu đành cho nàng đi theo và sống trong căn lều của mình. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, cô gái vẫn không chịu nói lời nào về mình. Chàng Tiều Phu cũng chẳng hỏi nữa, vì nghĩ chắc nàng có điều bí mật đau buồn nào đó không thể nói ra. Một hôm, chàng bảo cô gái: "Cô có đồng ý lấy tôi làm chồng không? Tôi sẽ chăm sóc cho cô suốt đời." "Cảm ơn chàng đã cứu em và nay lại đem lòng yêu thương em, một cô gái bất hạnh. Em đồng ý làm vợ của chàng, nhưng trước hết, chàng hãy hứa với em là sẽ không bao giờ hỏi em về bất cứ điều gì." Tôi hứa sẽ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về cô." Hai người thành vợ thành chồng và sống với nhau rất hạnh phúc. Rồi cô vợ trẻ có mang, sắp đến ngày sinh, cô bảo chồng: "Anh hãy dựng một bờ rào xung quanh nhà và tuyệt đối không được ngó nhìn vào khi nào tự em chưa bế con bước ra nha." "Được rồi." "Vâng, bây giờ thì anh hãy đi ra ngoài đi."
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, cô gái vẫn ở trong nhà chưa bước ra. Chàng Kiều Phu sốt ruột vô cùng. Sao lâu thế thì không biết nữa, không biết mọi chuyện có an toàn trót lọt không nữa. Lỡ ra vợ mình chết rồi thì sao? Ta không thể chờ đợi thêm nữa, phải khoét một lỗ trong bờ rào rồi ghé mắt nhìn rồi xem sao. Trời ơi, cái gì thế này? Vợ ta đâu mà chỉ có một con rắn đang quấn quanh một đứa trẻ mới sinh thế kia? Có nghĩa là nàng không phải là người, mà là rắn. Biết làm thế nào được, mình đã lấy nàng thì đành phải chịu như vậy. Tại sao mình không nghe lời nàng dặn? Sau 7 ngày, cô gái ôm một đứa bé khỏe mạnh, xinh đẹp bước ra. Sao chàng không nghe em? Em đã dặn không được nhìn vào nhà cơ mà. Từ trước tới nay em giấu chàng, nhưng có lẽ bây giờ phải nói rõ tất cả. Em bị thần rừng tức giận, bắt phải biến thành con rắn khủng khiếp. Tuy vậy, thỉnh thoảng em vẫn được trở lại thành người trong một thời gian. Nếu gặp được một người đàn ông yêu thương em chân thành và làm đúng theo lời em dặn, em sẽ được mãi mãi làm người. Nhưng chàng nếu không làm đúng theo lời em dặn, từ nay em sẽ mãi mãi là rắn rồi. Hãy tha lỗi cho anh. Bây giờ anh có thể làm gì để giải thoát được cho em? Hãy cho anh biết, anh sẽ làm tất cả. Muộn mất rồi chàng ơi. Vĩnh biệt chàng, em sẽ lại sống dưới đáy hồ trong rừng. Còn chàng ở lại, hãy chăm sóc đứa con yêu quý của chúng ta. Chàng hãy bế con đi. Em bỏ anh đi, làm sao một mình anh nuôi con? Anh lấy đâu ra sữa cho nó bú? Khi con khóc, anh hãy đưa cho nó cái này. Nó sẽ khóc hay vuông mẹ. Cô gái móc mắt trái của mình đưa cho chàng và rùng mình biến thành một con rắn. Con rắn buồn rầu nhìn hai cha con chàng Tiều Phu lần cuối cùng, rồi chậm chạp bò vào rừng. Từ đó, chàng Tiều Phu một mình vất vả nuôi con. Mỗi lần con khóc, chàng lại đưa con mắt của mẹ cho nó mút. Và thật lạ lùng, đứa bé lập tức nín ngay. Nhưng thật tiếc, con mắt kỳ diệu ấy một ngày một bé dần, và cuối cùng biến mất. Khi không còn mắt mẹ nữa để mút, đứa bé bắt đầu khóc, không thể nào dỗ nổi. Bố nó đưa cho hết cái này đến cái khác vẫn không nín. Không còn cách nào khác, chàng Tiều Phu đành đưa nó lên lưng, đi tìm chiếc hồ trong rừng, nơi con rắn vợ chàng đang sống. Chàng đi mãi, tìm mãi trong rừng. Cuối cùng thấy hiện lên trước mặt một hồ nước nhỏ yên tĩnh. Chàng lại gần, cất tiếng gọi. Có phải mẹ của con trai tôi ở đây không? Nếu phải, hãy hiện lên, anh mang con đến đây nè. Em đây. Con trai ta khóc suốt ngày đêm không tài nào dỗ nổi. Từ ngày em đi, anh chỉ nuôi nó bằng con mắt của em. Nhưng con mắt bé dần rồi mất luôn. Nó không chịu ăn gì hết. Anh sợ nó chết vì đói. Em sẽ đưa cho nó con mắt còn lại của em. Nhưng từ nay em sẽ mù hẳn và sẽ không phân biệt nổi lúc nào là bình minh, lúc nào là hoàng hôn. Em nhờ anh từ nay hàng ngày đánh vào chiếc chuông nhỏ bên hồ để báo cho em biết thời gian một ngày cũ ra đi và một ngày mới đang đến. Đây, đây là con mắt của em. Chàng hãy gắng chăm sóc đứa con yêu quý của chúng ta. Em rất buồn là phải xa chàng và con, nhưng lời nguyền độc ác của thần trừng đang đè nặng lên em. Suốt phận đời em thật cay đắng. Nhưng dù ở sâu dưới hồ, em vẫn luôn theo dõi và bảo vệ con. Từ hai hố mắt trống không của con rắn chảy ra thành hai dòng máu đỏ, sau đó nó lại chìm xuống đáy hồ. Chàng Tiều Phu hỏi xin một chiếc chuông nhỏ trong nhà chùa gần đấy đem đến bờ hồ, và một ngày hai lần đánh chuông vào buổi sáng sớm và vào lúc mặt trời lặn.
Còn đứa con, khi mút hết con mắt thứ hai của mẹ, thì đã lớn. Nó lớn nhanh và khỏe mạnh đến kinh ngạc. Cho đến bây giờ, nó đã được 10 tuổi. Chuyện là như thế đấy con ạ. Mẹ của con là rắn, nhưng mẹ rất yêu thương con. Con hãy tự hào vì điều đó con ạ. Nghe xong câu chuyện, cậu bé nghĩ thầm. Mẹ mình là rắn, khủng khiếp thật. Nhưng dù sao vẫn là mẹ, nhất định mình phải tới gặp mẹ. Sáng hôm sau, cậu lặng lẽ rời nhà, đi tới bờ hồ trong rừng. Tới nơi, cậu nói to. Mẹ ơi, con đây, con đến với mẹ đây. Nhìn thấy con rắn, cậu bé hoảng sợ định bỏ chạy. Nhưng sực nhớ tới việc mẹ đã móc cả hai con mắt nuôi mình. Cậu bèn đứng lại ôm hôn con rắn. Mẹ, mẹ. Vô tình, nước mắt cậu bé rơi xuống hai hố mắt của con rắn. Và thật lạ lùng, đôi mắt con rắn sáng lại. Con rắn rùng mình mấy cái, trở lại thành cô gái xinh đẹp như ngày nào. Kìa, mẹ! Con trai yêu quý của mẹ, con đã không sợ khi một mình vào rừng sâu tìm mẹ. Con cũng không sợ khi con hôn mẹ, một con rắn mù loà khủng khiếp. Chính điều đó đã giúp mẹ thoát khỏi lời nguyền độc ác của thần rừng. Và bây giờ, mẹ lại thành người. Tình cảm của cậu bé đã hóa giải lời nguyền và giúp cho người mẹ bất hạnh được trở lại thành người. Hai mẹ con sung sướng trở về nhà. Kể từ đó, ba người sống với nhau vô cùng hạnh phúc.